đội tuyển Việt Nam được cộng thêm điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2023. Giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu cấp độ Asian FIFA Day vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 8,54 điểm trên bảng xếp hạng thế giới tháng 6 năm 2023 mới được FIFA công bố. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 95, nhưng điểm số được cộng thêm có ý nghĩa rất quan trọng đối với những chiến binh sao vàng trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Với việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và vị trí thứ 15 tại châu Á. Qua đó tạo lợi thế nhất định khi AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới. Xếp sau đội tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan. Quả chiến được cộng thêm 2,49 điểm do chỉ giành chiến thắng 1-0 trước đội hạng dưới Hồng Kông, Trung Quốc và để Đài Bắc Trung Hoa cầm hòa 2-2 trong loạt giao hữu FIFA Day tháng 6. Tuy vậy, điểm số được cộng thêm cũng giúp đội tuyển Thái Lan tăng một bậc, lên vị trí 113 thế giới. Các đội tuyển có sức cạnh tranh khác trong khu vực Đông Nam Á cũng chưa có sự cải thiện đáng kể nào trên bảng xếp hạng khi Philippines hạng 135, Malaysia hạng 137 và Indonesia xếp hạng 150 thế giới. Ở top 10 thế giới, thứ hạng không có nhiều biến động khi Argentina vẫn đứng đầu, kế đến là đội tuyển Pháp và Brazil. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã vượt mặt Bỉ để vươn lên vị trí thứ 4 thế giới. Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 20 tháng 7.